xin chào quý khách hàng em vừa về được một ít pin và máy sạc phục vụ cho mọi người dịp tết nè mọi người Thì em sẽ lia qua một số sản phẩm này có sẵn ha đầu tiên là pin và máy sạc của Panasonic hàng này là hàng nội địa của Nhật nè mọi người đây là pin cộng máy sạc đi chung nè còn đây là pin rời nè có nghĩa là mình mua pin dự phòng á rồi đây là pin và máy sạc của Panasonic cái này là mã cao cấp hơn CC 87 này là sạc bằng USB và những cái sản phẩm rất là quen thuộc của Energizer mà bên em bán thời gian vừa qua cũng đầu hơn 3 năm rồi nha mọi người. Energizer này là pin rời của Energizer. Còn rất là nhiều nè, nó nằm trong mấy thùng luôn nè mọi người. Em lấy ra không không còn chỗ chất ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào từ trái sang phải nha mọi người. Đầu tiên là Panasonic, máy sạc sẽ là máy sạc nhanh và máy sạc chậm. Trong cái đơn này về hôm nay thì chỉ có 1 2 3 4 5 5 thùng, mỗi thùng là 20 bộ tức là 100 bộ nha mọi người em sẽ được qua từng cái sản phẩm cho mọi người cùng xem ha để em lấy nét cho nó rõ đầu tiên là CC83 Panasonic CC85 cái này sạc nhanh cái này là sạc chậm sạc chậm thì sạc bao lâu nó đầy đây là cái hộp nó này mọi người để em lấy cái hộp cho mọi người xem đây cái hộp của nó là như vậy ha Panasonic Inolop cái thương hiệu Panasonic này á, là nó mua lại tức là nó mua cái thằng Inolop lại luôn ngày trước nó là à Inulơ song song vô nó mua lại xong sau đó bây giờ hiện tại cuối cùng là Panasonic nó mua lại luôn rồi. Thì cái thương hiệu Panasonic này nó là hàng đỉnh của thế giới nha mọi người. 3.5 này có nghĩa là sạc 3 tiếng rưỡi đầy 2 viên. Thì ở đây là hàng nội địa của Nhật nha mọi người. À, ngày sản xuất là tháng 11 năm 2022. Đó, sản phẩm mới ha. Đây là hàng nội địa của Nhật, những sản phẩm mà bên em giới thiệu thì mọi người hoàn toàn yên tâm và tin tưởng được ha thì đây là máy sạc chậm giá tiền thì nó sẽ thay đổi tùy từng thời điểm nhập hàng cũng như là tùy cái đợt hàng về nhưng mà giá bên em hiện tại trong cái lô này đang bán ra là 800 ngàn một bộ nha mọi người bao gồm như mọi người thấy trên video nè một máy sạc và bốn viên pin bốn viên pin sẽ là pin hai chữ A mình dùng cho micro không dây nha mọi người pin này sẽ có dung lượng là 1.900 mAh à, 1V2 bốn viên ha thì đây là máy sạc mình có thể sử dụng điện nhà mình điện 220 Việt Nam mình xài được điện 110 101 100 204 đều xài được hết ha mọi người thì khi sạc thì mình gạt cái lẫy này ra nè đó mình lạc ra cắm vô cái điện nhà mình là ok thế thì mình sạc mình có thể sạc uh, một viên được hai viên được ba viên được bốn viên được cùng lúc cũng được thì khi sạc cái uh, CC83 thì nó sẽ là sạc chậm 7 tiếng hầu đầy còn không thì sạc hai viên là 3 tiếng rưỡi nó đầy đó thì nó đầy thì nó sẽ tắt cái đèn như vậy nè còn khi mà nó sạc thì nó sẽ có cái màu đèn màu xanh lên nó sẽ chậm ha rồi xong vào một bên còn đây là bộ sạc nhanh nè mọi người sạc nhanh nó là cc 85 cái viên pin nó nhỏ hơn nha mọi người để ý giùm em nè mọi người để em để so sánh cho mọi người xem nè cái viên pin nó nhỏ hơn tại cái bộ nó về là như vậy ha bộ nó về là như vậy thì mình phải chịu thôi bây giờ mình muốn xài pin micro thì mình mua cái pin rồi bốn viên pin vì bên em đang bán là 500 trăm ngàn ha từ từ em qua pin đây là máy sạc nhanh ha CC85 Để em quay phía sau cho mọi người cùng xem ha Đây à, CC85 thì mình cũng là nguồn auto von Mình có thể sử dụng bất kỳ quốc gia nào cũng được ha mọi người 110 đến 240 Đó thì à, cái con này nó sẽ có báu màu ha Màu à, dưới 20% nó sẽ có màu đỏ à, Từ 20 tới 60 80% thì nó sẽ có màu vàng Rồi hơn 80% nó sẽ có màu xanh lá cây và khi nó tắt ngẫm luôn thì nó sẽ là một phần trăm có nghĩa là nó đầy ở đây là như vậy nè mọi người thì mình có thể sạc riêng từng viên cũng được sạc chung sạc riêng sạc lẻ sạc chẳng sạc kiểu gì cũng được ha thì cái cách sạc thì mình cũng gạt cái lẫy này ra đó bỏ viên pin lên à. rồi thì cái bộ này bên em đang bán là 930 ngàn một bộ như vậy ha đây là những sản phẩm nội địa của nhật nha mọi người thì như hồi nãy em nói đó cc 85 nó là pin nhỏ bây giờ mình muốn mình muốn mua pin bổ sung hoặc là mình hát karaoke á, thì mình sẽ mua cái pin này nè mọi người đâu rồi pin rất là nhiều luôn đây pin này là pin 2 chữ A này mọi người xài uh, 3m bk 3 mcc 4c 4 viên ha nè micro là xài pin này pin này thì uh, nó sạc đi sạc lại được 2.100 lần dung lượng là 1.900 mAh hàng nội địa của Nhật nha mọi người sản xuất tại Nhật con này là tháng uh, 8 năm 22 một cái vỉ như vậy thì bên em đang bán là 500 ngàn nha mọi người 2 chữ A, 3 chữ A bằng giá Có nghĩa là ba chữ A là cái loại này nè Cái loại nhỏ xíu nè mọi người thấy không Cái mã hiệu là à, pin này là lớn hơn nè Pin này là pin à, 930mAh Cái loại là pin màu đen nha mọi người Dòng rồi thì nó mắc tiền hơn 50 ngàn Con này là 550 2 chữ A với 3 chữ A là bằng giá nha mọi người Đó là pin rời ha Đó pin rời nè Ví dụ như con này là hai chữ A nè Xài micro không dây nè Mã hiệu nè 3HCD4C tháng 10 năm 22 đó con này là 550 000 thì những cái giá tiền sản phẩm em bên em bán ra đó là em báo cho mọi người là giá bán tại cửa hàng có nghĩa là không bao gồm phí ship ha còn một bộ nữa mà em chưa kịp giới thiệu nè đó là CC87 CC87 đó là bộ sạc nhanh USB có nghĩa là con này sạc 4 tiếng rưỡi đầy nha mọi người bỏ 4 viên pin vô đây nó sạc nó cũng sẽ báo màu luôn giống y chang như CC85 mỗi khe nó sẽ có một cái đèn nó sẽ báo lên ha cái này cũng giới thiệu kỹ rồi Hôm nay thì em chia sẻ thông tin video lại thôi Đây là năm sản xuất nè mọi người Con này thì nó rất là đắt nên nó bán ới Con này là 26 tháng 11 2021 ha CC87 Con này sạc bằng cái cổng USB Cắm vào đây 5V ha Con này thì mình có thể cắm cái đèn pin bỏ vô đây Thì nó xuất ra đèn pin Hoặc là mình làm sạc dự phòng điện thoại của mình á Sạc cho iPhone, Samsung mình đều được ha Nó bỏ cái đèn pin vô Thì một máy, một bộ như vậy một bộ như vậy bao gồm mà một máy sạc và bốn viên pin nó sẽ là một triệu ba nha mọi người đó là giá em báo là giá ở thời điểm hiện tại ha khi nào mà nó có cập nhật thay đổi thì em sẽ cập nhật trên video cho mọi người cùng xem à, tiếp theo sẽ là cái những cái sản phẩm rất là quen thuộc nè mọi người cc 87 mới lượt qua rồi đúng không còn lại chỉ còn cũng chỉ có một ít thôi cao cấp mà đúng không mọi người nó sẽ là energizer Để pin rời pin rời vĩ về bán trăm tư nha mọi người trăm tư giá bán tại cửa hàng ha 140 000 vĩ như vậy hai vĩ thì tám còn bộ này thì bán thường xuyên 3 năm nay rồi Energizer đó bộ như vậy thì bên em đang bán nếu mà bao ship luôn con này là 408 còn nếu khách hàng đến trực tiếp tại bên em cửa hàng của bên em đến trực tiếp lấy thì nó chỉ có 440 thôi thì đó bao ship á bao ship thì nó cộng tiền ship vô chứ có gì đâu khó thì bộ này thì cũng bao gồm một máy sạc với bốn viên pin máy sạc thì con này sạc lâu lắm nha mọi người sạc 9 tiếng 9 tiếng rưỡi nó mới đầy đây, đây nè thời gian này mọi người thấy không đây 10 tiếng một mới đầy 8 tiếng một mới đầy khiếp ha Nói chung là sạc rất là lâu con này thì mình sạc xuyên đi mà được sạc tự ngắt ha những cái những cái bộ này nè tất cả những cái bộ mà từ nãy em chia sẻ trên mọi mọi người trên video là tất cả đều là sạc tự ngắt có nghĩa là khi nó đầy là nó sẽ ngắt nó không nó không có lo là cái việc bị gọi là bị nhồi pin hay là bị chai pin nói chung là mình không có lo ha mọi người đầu Panasonic thì mình yên tâm nó nổi tiếng toàn thế giới rồi yên tâm nha đó thì những sản phẩm em đã chia sẻ rồi Hiện tại thì EBL nó chỉ còn mỗi một ít thôi Nên em không có đăng video là vậy Tại vì mình đăng lên khách hàng hỏi mua Mình không có người ta chửi đó, Thành ra mình còn cái nào nhiều Thì mình sẽ đăng những sản phẩm đó thì Con này thì về hôm nay được Chỉ có 100 bộ nha mọi người CC85 thì còn cũng chỉ một ít thôi 87 thì còn như đây Đâu đó cũng uh, mười mấy hai chục bộ Còn pin rời thì còn rất là nhiều Mọi người nhìn một thùng như vậy Chứ trời ơi nhiều lắm đó, Nhiều lắm của tôi ha mọi người Một vỉ như vậy là 550 ngàn màu đen còn màu trắng là 500 ngàn Đó. Đen trắng bằng giá ha à. Rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này Sắp Tết tới nơi rồi Thì mình mua những cái sản phẩm này về để phục vụ cho micro Cho cái dàn karaoke nhà mình ha mọi người Những cái pin này tất cả những cái pin này là phục vụ cho micro là hoàn toàn rất là tuyệt vời Chỉ ngại là mình không có tiền mua thôi Chứ thật ra một vân hai hay là một vân rưỡi xài điều tốt ha mọi người ha em là em khẳng định hoàn toàn điều đó ha rồi cảm ơn mọi người